Ai xem bói không? Ai xem bói không? Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, nệ sâu chia ly buồn tê tái. Gớm khổ đi từ suốt từ sáng giờ chả con ma nào xem bói cả. Cuộc đời em vất vả nhờ một cái rời ông thương ông cho thân hình đẹp như móc mẹ cặp mắt rồi. Đúng khổ mà nhiều khi làm thế này mà mới năm ngoái đây em lại vất vả hơn. Có cái cô kia cô cũng 40 mấy rồi, cô đến cô hỏi anh ơi tại sao lâu quá rồi em không thấy ai bén mãn tới em, tại sao cuộc đời em vất vả xấu số em lại không có chồng. Thế cô nhờ mình xem em vạch lá tìm sâu thế nào em xem thế nào. Năm ngoái cô bồng lại đứa con cho em trai sức vọt đấy. Đúng khổ mà cái mặt nó có giống em đâu mà thử máu ra thì nó máu mình gớm ghê. Có nào em có làm gì đâu, em có vô tình thôi mà. Cô ngồi cô xem xong tự dưng em vấp em ngã vào thế dính luôn. Bây giờ mình phải đi làm để chai sức bọt đấy. Mà gớm khổ đâu có làm mà mở văn phòng. Dám mở văn phòng đâu, mở văn phòng mày phải đóng thuế. Thế là đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi khách lưu lạc mỗi người mỗi nơi chả biết đâu mà tìm thầy. Gớm thầy hay lắm đấy. Thế mà bây giờ từ sáng giờ chả ai xem. Ở sáng còn vô duyên hơn. Con thằng kia nó đổ khách xuống rồi nó bảo bác ơi cháu mới đổ xuống mà một xe khách đấy. Thế bây giờ bác ơi xem không, nhưng mà trước khi bác xem bác làm ơn bác chỉ cho cháu cái toilet ở đây nó nằm đâu. Em mới nhẹ nhàng em chỉ nó, em chửi nó, em bảo này con ơi, thế con rốt cũng rốt vừa vừa. Thế con hỏi toilet, con hỏi người mắt sáng, mày hỏi thằng mắt mù tao mà dẫn đến nơi mày vãi ra quần à. Sao từ sáng giờ chả ai xem nhỉ? Thôi rời đi chỗ khác hay nhất, ai xem bói đây? Nên chùa bè một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy dưới trăng. Ta bốn cô có hẹn hay cùng, anh có hẹn hay cùng. Nhà quàng à, sao lại có con nào đến rên rỉ cái chồng mất thế này mà giọng ai cũng thánh thoát thế nhỉ? Xin lỗi ai đấy? Ta. Ai? Ta. Thế ta là ai? Ta là ta chứ ta còn là ai nữa. Ồ nhỉ, thế giọng sao nghe hay thế, giọng anh vàng thỏ thẻ thế. Em ơi, nghe qua là anh cảm thấy là em hình như là đẹp lắm vổng em nhỉ? Nghe qua giọng em, anh đoán tướng em ngay, bởi anh đây là người chuyên viên coi tướng số. Nghe qua giọng nói của em, anh cứ mường tượng đến một người con gái thân cao 10, phiết vai rộng 9 inch. Anh ơi, anh tả em với anh tả cột đèn thế. Không, nói chung là anh nói em đẹp đấy. Em đẹp thế hả? Thế nãy giờ đoán hay thế, thế hóa ra đây là ai đấy ạ? Anh, thầy bói đây. Ôi, thầy bói sao mà xinh tươi đẹp trai quyến rũ thế nhỉ? Anh xin lỗi em, nét đẹp ấy anh nào có muốn. Chả qua là bà mụ dỗi thời gian mới nặn ra anh đấy thôi. Thế à? Thế có gì làm chứng không? Ô giờ dĩ nhiên là xem bói là phải cho em biết đây là cái gì đây? Ôi thầy ơi, thầy xem bói hay thầy rủ em đi vào sòng bài chơi lát chát thế hả thầy? Đây là bài xem bói của thầy, nó khác với những cái bài khác con ạ. Thế hãy nhìn xem. Cái gì đây? Đây là những lá bài xanh xanh đỏ đỏ là xem cho em nhỏ, màu hồng là xem cho thanh niên. Còn em màu gì? Em dở dở ương ương, nửa người nửa ngợm, 9 phần khỉ 1 phần đười ươi, không có phần người thì em xem màu gì cũng được. Vậy thì em xin chọn màu tím máu mơ tuệ chúng nặng à, chiều buồn à. Mang
con này nó hát mặc như người ta lấy cái muỗng mà người ta cạo vào đi chén thế này. Sao mẹ hát ở đâu đây giữa trưa nắng thế này mẹ em hát? Anh tưởng tượng anh đang đứng mà một vũng nước, sao em hát đâu mà nước lênh láng thế hả em? Nó nhão kinh khủng. Em nói xong mà nước em còn chảy ra lênh láng thế này. Đọc nhá. Thầy ba chiên tinh, chuyên chữa các bệnh linh tinh, dị tinh, mộng tinh, hoạt tinh. Thầy ơi, tại sao vừa là thầy bói mà lại vừa chữa yếu sinh lý là sao hả thầy? Thôi em ơi, thời buổi khó khăn, khách xem bói 6 tháng mới quay lại một lần, ấy là gọi là thân chủ, còn khách vãng lai, nhiều khi người ta không tin mình. Thế trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, làm gì chỉ có đi trị bệnh mà thôi. Thầy sống nhờ chữa các bệnh về tinh đấy em ạ. À thế à? Nhưng bản thân thầy thì có mạnh mẹ gì đâu. Ồ thế à? À thế hay quá, thế thầy xem cho em một quẻ nhá thầy. Được rồi, thế à, em à, đi qua đi lại cho thầy xem nào. Em đi qua đi lại thầy xem. Thế mù lấy chó thì xem được hả thầy? Ô con này buồn cười, rời lấy tao cặp mắt thì rời phải cho tao cái khác. À thế hả? Thế không, em muốn xem cái đường tinh 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 tinh. Ô cái đường tinh 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 là cái đường gì nhỉ? Là cái đường tang tạng. Ô thầy xin lỗi em, đường Bonsa thầy biết, đường Brooklyn, Magnolia, McFadden, Edinger thầy biết, còn cái đường tang tảng tàng tang thì mẹ à thầy cũng không biết. Thế cái đường tang tảng tàng tang là cái đường con mẹ à gì? Rõ thế, đường tinh tình tình tinh tang tảng tàng tang có nghĩa là cái đường tình riêng đấy. Ô em ơi, cái đường tình riêng đó em, nó ảnh hưởng không phải ở đất này. Nó ảnh hưởng đến một cái nơi mà Hàng Mặc Tử đã từng đi đến, ấy là Phan Thiết. Sao tự nhiên thầy bảo em là Phan Thiết là sao hả thầy? Chứ giữa mày đứng trên đầu gió mà mày chàng hàng thế kia, tao nghe độc mùi mắm thôi mày à. Thầy buồn cười làm nhục em thế. Mày con gái con lứa thì mày đứng trên đàng hoàng, tao có xem gì đâu mà mày cứ dạng cái này, mày chả sợ gió vào mày đau tim à? Lớp, em là con gái mới lớn, em nói hai chữ tình duyên, em xấu hổ, em phải đứng như thế đấy. Bây giờ đi qua một vòng cho thầy xem nào. Ô, đi qua một vòng à? Thế em đi thì thầy phải cho em nhạc, em mới đi được đấy nhá. Đi đi. Ừ, phải có nhạc nhá, thế vào nhá. Ừ. 2, 3 nhạc lên. Thầy ơi thầy, xung quanh này nhà có ai, có nhà nào có đám tang để em qua em phúng điếu hả thầy? Tang mẹ gì tao làm nhạc cho mày đi đấy. Ô thầy nghĩ sao thế? Em đang còn sống được sờ này, thầy làm như cái nhạc kiểu gì làm như em sắp chết đến nơi. Ô con này buồn cười nhỉ, cái đấy là bí quyết xem tướng của tao đấy. Đấy là tướng mày đi vào vũ trường thì mày đang vui trong lòng, thì tao làm sao tao đoán được mày là cái gì. Mày phải vào đám tang lúc ấy buồn bã, rồi mày nghiêm trang mày đi vào, mày nhớn nhơ, mày nhẹ nhàng, không mày vả tưng tưng thế này thì bố hai mày xem được. Hiểu? À thế hả, thế hả, thế em đâu biết không đâu. Không thấy à? À, thế thầy cho em nhạc khác đi, nghe cái nhạc này xong em cứ muốn vật ngửa ra nằm chết luôn. Thế thầy cho nhạc khác. Rồi vào nhá. Music. Music. Tang 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 tang. Mày đi mày không đi. Cấm mồm. Mẹ tao phóng cái này nó thọt vào trong mồm mày á. Thế mày đi không đi, mày cứ đứng mày làm như con khỉ là xong rồi mày tự nhiên mày phàng phàng phàng, mày khủng bố ai đấy, con điên. Thầy có điên không? Thầy mới là điên á. Có người ta bảo làm nhạc, tự nhiên ông làm nhạc hình sự, tao tưởng khủng bố, tao bắn súng luôn cho nó chết luôn. Thôi bây giờ tao đưa nhạc có lời vào này. Được.
đó. Mày mà không đi tao đánh mày ngay. Thấy anh là phải nhà có nợ em mới đi được. Thầy làm nhạc kiểu đó em cứ tưởng là khủng bố đến đấy. Thầy đi đi này. Nào nhá. Để ta hát cho mà đi. Rồi. Music phải có lời chứ. Đúng rồi. Đi đi. Học với chất em nhá. 2, 3. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo thôi thầy có tin là một tí nữa đây cái chiếc guốc của em nó bay 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 vô cái mõm thầy. Này mẹ hỗn à, nghĩ sao mà đang đi nhạc nhẹ nhàng phất cái tà áo cứ như con gấu ngựa. Thầy có tin thầy hát như thế một tí nữa, thầy đừng có hỏi tại sao nước biển thì màu xanh mà rượu đế thì màu trắng, mà trán thầy thì màu đen, mà mắt thầy thì màu nâu, mà mõm thầy màu cà tím đấy nghe. Thế mày có tin là mày chửi tao một hồi thì mày đừng có hỏi tại sao đầu mày lại ra tiết canh nhá. Thiên sư con này mày muốn làm gì mày làm à? Lúc tao bảo mày đi chứ ai bảo mày phải. Hả? Thôi bây giờ mày hát cái kiểu đó ai mà chả muốn. Dẹp dẹp ông chả thèm xem cửa. Không, mày đưa tay ra tao xem. Thế đưa tay à? Đưa tay ra đây. Được rồi, tay đây. Đưa ra đây này. Mù mà chụp cái tay chính xác còn hơn máy vi tính. Đó, đây là đấy là cái hơi rõ. Này nhé, tay bà chứ không phải là cánh gà chiên nước mắm nhé. Mà thầy chép 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 5 phút nữa thầy sực mẹ cánh tay ngọc tay ngà của bà mà còn toàn là xương không nhé. Con này buồn cười, ta hửi thế tao. Hít nhiều nó mới thẩm thấu cái hơi mày vào, rồi từ từ nó cái tương lai mày nó hiện ra ra cái mõm ta này. À thế hả? Để xem. Con này gớm khổ. Tướng nó cũng không đẹp mà nó tự tin. Được cái rời xích mày. Ô em ơi, bàn tay em có chữ đài đấy. Ôi em là người đài cát phải không thầy? Mày mà người đài cát mới là lạ đấy nhỉ. Mày mà không đài cát đâu, không phải đâu. Chữ đài này không phải. Là chữ đài này hình như là mày sắp đi đến đài tưởng niệm mới nào. Không không, đài này là em sắp lấy chồng đài. Đài gì? Đài Loan. Ôi em lấy chồng Đài Loan à? Em không lấy chồng Đài Loan đâu. Tiếng Tàu, tiếng Việt chẳng hiểu nhau. Để về hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh hỏi dầu cháo quẩy. Tự nhiên đòi cái dầu cháo quẩy lấy đâu ra nửa đêm mà cho nó ăn hả? Thế mày không xem thì tao xem được. Không khác. Em không lấy chồng Đài Loan đâu, cho em nước khác cơ. Thì từ muốn nước khác ta phải xem nước khác chứ. Nước khác như làm cái gì tuột hết cả áo lên này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi. Cái gì đây, xem cái gì mà xem cái gì nạ nồng thế hả? Ta xem chỉ mẹ ơi. Chỉ ở đâu? Cụ chó này. Mẹ dưới này chỉ còn nhiều hơn bàn tay đấy. Ồ, trong đường này em còn một đường tình duyên nữa. Đường tình duyên này nó có một chữ kiều. Ôi, thầy đừng bảo em lấy thí kiều đấy nhá, em không phải ô môi đâu đấy. Mày mà lấy, mày chỉ có lấy mã giáng sinh nhé. Không, kiều đây là Việt kiều, ý mày sẽ lấy Việt kiều đấy. Ôi, thầy ơi, em lấy chồng Việt kiều à? Em không dám lấy chồng Việt kiều đâu. Khi xa quê hương em buồn giàu, mẹ già vắng em ai cày ruộng, cha già vắng em ai nhổ. Ừ. Ta tưởng nhổ cái gì khác. Nhổ dâu mà ông cũng nhát thế, ông để mày nhổ à? Chứ còn cái gì nữa, thầy em già rồi, tay run không nhổ được, em nhổ đấy. Thế Việt kiều mày không lấy, Đài Loan mày không lấy, thế mày muốn lấy cái gì? Dạ em chỉ lấy chồng Việt Nam, hàng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn USA năm 2007. Thế em tìm đâu cho xa? Đâu? Đây anh hàng Việt Nam chất lượng cao hả?
thôi thầy bói không có cái gì đâu mà lấy. Ừ lấy thầy bói đâu. Ô em buồn cười nhỉ, thầy bói thì em lấy thầy bói em sướng lắm đấy. Thầy bói em chả phải làm gì, em chỉ ở nhà thôi, sáng anh đi bói này, chiều anh đi bói này, tối anh về anh bói em. Thế nào cũng có con. Bây giờ mới xem sơ mà có rồi. Thế tối anh bói em rồi em bói anh. Chúng ta bói nhau. Hai đứa ôm nhau mà chết đói. Không lấy thì thôi. Thôi không lấy thầy bói. Không lấy thầy bói như nãy giờ thầy bói em. Bây giờ em muốn em xem bói lại thầy có được không ạ? Muốn xem thì xem. Thế thì hóa ra đồng nghiệp à. Đồng nghiệp phải nói mẹ đồng nghiệp. Nãy giờ làm cho ông tốn cả nước bọt. Đưa cho ta xem cái nào. Đây dở mắt kính ra. Úi dồi ôi, mắt đâu có mù đâu. Tao nói mắt mày náo niên cứ như hồng hải tặc đấy. Đưa nhìn kỹ ra nào. Nhớ rồi. Thằng cu tèo. Mày phát hiện ra mình còn làm nhục bạn à. Sang đây tao đổi tên rồi. Tên cu teo là ngày xưa tao ở Việt Nam. Tao tên cu teo, sang đây thi quốc tịch tao đổi tên rồi. Thế đổi tên gì thế? Kino. Kino. Kino là gì? Cu nở đấy. Mày tự dưng đặt tên cu nở, tao ra đường tao hãnh diện ngay mày. Công nhận cái tên làm cho mình hãnh diện. Eo ơi, thế mày đổi tên rồi. Đổi rồi. Hai cu nở. Tên tôi đang hãnh diện, thế qua cái mồm con này nó ở cái miền nào, xong tự dưng tên mình đang đẹp thành hoa liễu giang mai. Cu nở chứ không phải là cu lở. Tao nói không được, thế này cu lở. Này! Only cu, only cu. No more, only cu. That's it. Lở hay cu? Cu. À, thế lở ơi. Cu. Thế cu đi đâu mà bao nhiêu năm nay qua bây giờ qua đây lại gặp nhau như thế này hả cu? Tôi sang đây lâu lắm rồi. Không làm nghề nào, cứ đi làm nghề này mà chết. Gớm khổ, xin lỗi tôi có phải xem bói đâu. Mẹ sáng nay không có gậy, tôi phải cưa cái đồ lau nhà thế này. Tôi có phải xem bói đâu. Đấy, tôi nghe con Bích nó điện, nó bảo là em mới qua đây chơi. Mà em hay lên chùa lắm. Mà em đi lên chùa nhìn dáng em là ai cũng phát hiện ra. Tại vì lúc nào em tứ thân đấy mà. Đấy, thành thử ra tôi lên đây tôi canh em. Bởi vì tôi nhớ em. Thế hóa ra thế là. Thế ra bao nhiêu năm qua là mày vẫn yêu tao à? Con này nó làm mất hứng nhỉ. Trong tình yêu tự dưng mày quất cái chữ tao mày, xong tao nghe nó đau khổ chứ. Gọi anh em hay là you and me. Sorry. Thế hóa ra là anh yêu tao à? Anh phải yêu em thì anh yêu tao. Thật sự ra đằng này ngại lắm không nói được đâu. Tại vì đây nhớn rồi, xấu hổ lắm. Không yêu lâu lắm rồi, yêu từ ngày xưa cơ. Em ơi em có biết không, hình ảnh của một cô gái ngày xưa còn trời cởi chuồng tắm mưa nó in đậm vào trong lòng anh. Không biết hình ảnh ấy bây giờ có đổi khác không nhỉ? Thay hết rồi, khác hoàn toàn rồi. Không như ngày xưa đâu. Xấu hổ thế. Đôi khi bên ngoài thôi nhưng chất lượng vẫn còn nguyên chứ. Thôi ngại quá đây. Thế đằng ấy đi nó đâu bảo này, thế... Bao nhiêu năm nay ấy, theo đuổi em chả được. Thế mà nghe đồn này, nghe con Bích nó bảo là em chưa có gia đình phải không? Thế chưa biết hay không thì cứ thì biết. Thôi để đằng ấy đi. Không khéo là hai đứa mình là duyên nợ đấy. Thôi mệt quá, để đằng ấy đi chùa cầu duyên. Thôi sẵn chùa luôn nhé. Đi nhá. Thôi đi. Lên chùa. Lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi.